cảm ơn tất cả các dân chơi đã quay trở lại với kênh Bếp Trên TV của mình. Thì trước khi vào vấn đề chính của video trong ngày hôm nay thì mình hướng dẫn anh em cái cách chỉ với 9k thôi, anh em sẽ trúng được 9999 kim cương nha. Thì hôm nay là ngày 2 tháng 9, nhân dịp ngày 2 tháng 9 thì số của mình mới ra cái màn quay chỉ với 9k, anh em sẽ quay trúng được 9999 kim cương sau 5 lần quay nha. Ok, thì anh em nào mà chưa biết cách nhận kim cương miễn phí trên số của mình thì bây giờ mình sẽ chạy cho anh em luôn nha. Ok, trước khi vào số của mình nhận kim cương miễn phí thì anh em nhấn cho mình một nút like video nha. Và anh em có thấy bên cạnh chữ đăng ký kênh có một cái chuông không, anh em bật lên để không bỏ lỡ video nào từ mình nha. Thì dưới mở cái video mình có ghi một cái phần bình luận có cái link số của mình ở đó, anh em chỉ cần nhấp vào thì nó sẽ qua cái số của mình nha. Thì anh em nhớ đọc khuyến mãi ở đây nha. Nếu mà anh em tốt một thẻ thắng á, thì anh em sẽ nhận được 50.000 kim cương. À, tốt nạp thẻ thắng tháng 9 của mình chỉ mới có 40k thôi, thì anh em chỉ cần nạp hơn 40k thôi là anh em sẽ đứng tốt một trong cái số của mình nha. Thì mình sẽ đăng nhập bằng Facebook nha anh em ơi. Thì mình xin phép chai lại chứ không lộ là mắc ạt đây anh em ơi. Ok, thì anh em đăng nhập bằng Facebook xong á, anh em sẽ nạp tiền nha. Ok, thì mình mới nạp vào 200k ở đây, thì anh em nhớ nạp cho đúng nha. Thì bây giờ mình sẽ quay cái vòng quay quốc khánh ngày 2 tháng 9 cho mọi người xem. Chỉ với 9k anh em có thể trúng được 9999 kim cương luôn. Đấy, thì cái số của mình đang tăng tỷ lệ nô hũ á, anh em quay 5 lần thì chắc chắn anh em sẽ nô hũ kim cương nhá. Đấy, thì mình cam kết 100% là anh em sẽ quay ra kim cương nên anh em cứ yên tâm nha. Ủa, phát thứ hai thì có 9 kim cương xu gì nội. Nhưng mà anh em cứ yên tâm, anh em chỉ cần quay sau 5 lượt thì chắc chắn anh em sẽ trúng kim nhiều. Ủa ơi, mới phát thứ 3 mà được 3.000 kim cương rồi. À, bây giờ mình sẽ quay phát thứ 4, phát thứ 5 là nổ hũ nè. Rồi ok, phát thứ 4 được 299 kim cương anh em ơi, cũng khá là lời đấy anh em ơi. Cái vòng này chỉ với 9.000 một lượt quay thôi nha anh em nhá. Ok, bây giờ mình sẽ quay phát cuối. Ôi, 9.999 kim cương thật này. Trời ơi, anh em thấy chưa? Chỉ cần quay 5 lần thôi là chắc chắn anh em sẽ nổ hũ nha. Khi mà anh em quay xong á thì anh em nhấp vào cái tay của anh em thì mình mới quay có 50k thôi, để coi thử mình được bao nhiêu kim cương nha anh em nhá. Đó, anh em quay xong anh em bấm vào rút kim cương. Trời ơi, 13 kim cương. Đấy, thì anh em nhanh tay qua số của mình để anh em lấy kim cương nha. Có hai con chim bay trên trời kia anh em ơi. Rồi có cây AK luôn, anh em coi trình độ kéo tâm AK47 của tôi nè, ra đạn là hét chọc cho anh em coi nhá. À, nó bắn luôn nè, đây rồi đây rồi, hét cái chọc. Ok, một mạng đầu tiên nha anh em nhá. Rồi còn một thằng nữa mà đúng không ta, hồi nãy có hai con chim lần con chim thứ hai đâu rồi, mày nè coi chim không chết trời. À, nhảy tới đây bất ngờ chưa bà già. Ủa không, vừa nãy mình thấy 3-4 tăng luôn. Ồ, còn bắn nhau trên kia kìa. Từ từ bơi máu rồi qua chơi nó nha. Thì anh em mà nào mà xem clip này thì anh em đọc tiêu đề anh em cũng biết là hôm nay mình làm clip gì đúng không. Thì hôm nay là Chanh sẽ làm clip là giả gái gạ mấy thanh niên ranh cao thủ này, coi thử gọi là có mê không. Xong rồi đấy mình sẽ trôn nha anh em nha. Ok, thì hồi nãy mình mới thấy bắn nhau trên đây. À, có hồn xác luôn kìa. Hình như là còn một thằng nữa hay sao á. Từ từ bây giờ mình sẽ lút con keo đấy. Đây rồi, hình như là nó đây đây, trên đời nè. Nè bây giờ mình sẽ không bắn nó nha, mình đợi nó bắn lại nè. Nè, bắn đi, bắn đi, bắn đi, mày bắn nó đi. Mày bắn nó đi, hét cái trò. Bắt ngờ chứ ông già. Đây có một thằng nè, thằng này bắn nha, không gạ được. Hét cái trọt nè. Ủa ơi, bay cái mũ liền em. Trên đây có bắn nhau nè. Bây giờ mình sẽ đi gạ trai ranh cao thủ nha anh em ơi, để coi thử nha. Đây rồi. Bây giờ tôi sẽ gạ nó nha. Tôi không bắn nó nha tất cả anh em ơi. Đấy, để cho anh em coi cái trình độ gạ trai của tôi, giả gái gạ trai. Thấy chưa? Rồi, tới công chuyện luôn anh em ơi. Nó ngồi thấy lắc lắc cái đít kiểu phái lớn lớn cái này. Ok anh em ơi, bơm máu rồi đã. Đấy, mềm lòng liền anh em ơi, phái rồi, bắt đầu phái rồi đó. Bây giờ trình độ gà trai của em Chanh anh em biết rồi. Trời ơi, cái trình độ nói chung là giả gái của tôi phải gọi là thượng thừa đỉnh cao. Đấy, bây giờ lên xe chở nó đi chơi cái anh em ơi. Lên nào anh trai, lên nào. Lên xe nào, lên xem. Không chơi em nghèo, lên xem đèo ôm mông em vào. Lên nè, thằng này làm gì trời. Lên xe đi nè ông nội, có đi không vậy. Lên xe nè, trời mẹ đậu xanh tôi gạ nó. Nó bắn tôi cái gì vậy, cái gì đây má, cái đậu xanh nó, cái lòng má sầu nghệ cay quải cái đá vậy nè mà mía. Nó gạ tôi ốp xong nó bắn tôi em ơi. Ok, thì chặn này tôi làm lại nha. Mẹ tôi vừa gặp chạm mặt thằng này phát nó đặt keo luôn em ơi. Đậu xanh thằng này phản xạ nhanh thật đấy nè mà. Ok, bây giờ mình sẽ vòng ra hướng này nha. Hình như là nó chạy ra đây rồi nè. Nghe tiếng chân rồi nè. Bất ngờ chưa chạy. Ủa, thằng này thằng khác hả? Ủa, cái gì vậy? Từ từ, hai viên rồi, ba viên rồi. Mày nè, bốn viên mới chết. Ủa, vậy là hai thằng đúng không? Còn một thằng nữa. Đây, thằng này chính nó. Mày nè, yếu rồi nè. Gì đây anh trai? Không, thằng này không gạ được nha anh em ơi. Từ từ bây giờ. Đặt cây tròn à. Thì cái tác dụng của cái rìu là anh em biết không? Đập keo rất là nhanh luôn, chém chết mà luôn nè. Ok, hai mạng rồi, đi kiếm trai gạ nha anh em nhá. Đây có xe luôn nè. Rồi, bây giờ chặng này á tôi nói thật với anh em, tôi gạ trai xong trôn lại như lúc nãy nha. Mía, hồi nãy cái thằng trước tôi gạ cái thằng đó xong mía nó bắn tôi cay vãi. Chặng này tôi gạ trai xong tôi sẽ giết nó luôn. Đây, nó đây rồi. Đây, thí sinh này sẽ bị tôi dụ nha anh em nha.
Đây, vô đây. Nè, em gái nè, ngồi xuống các thứ. Đây nè. Trời ơi, tôi đâu có bắn đâu mà tự nhiên bắn tôi à. Đấy, nói chung là anh em biết ngày xưa giờ mình giả gái gọi là đỉnh cao rồi. Thằng này không thoát được tôi đâu anh em ơi. À, kiểu gì nó cũng phải chịu cái gì ném lựu đạn đấy nữa không nọ. Nè, yêu em đi, em không có bắn anh đâu. Đây, 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 vụ. À, rồi, rồi, rồi. Xong rồi đó, xong rồi đó anh em ơi. Thằng này tôi nói thật anh em là tầm một phút nữa thôi nó sẽ lên bàn thờ nha, nó sẽ được ra chơi bắn mới cho anh em nhá. Rồi mày chết, mày chết. Mê gái đầu thai không hết nha mày. Đấy, chết vì gái là cái chết tê tái rồi, người ta nói như thế anh em ơi. Lên xe nào, mày làm gì tao vẫn sợ mình hay gì á anh em à. Lên đây. À, à, rồi đây nha anh em nhá, bây giờ tôi sẽ chở nó đi chơi nha. Còn trước khi cho nó chết một cái chết tê tái á, bây giờ tôi sẽ gọi là tặng cho nó một món quà hoặc là bất ngờ luôn nha anh em ơi. Quà tặng cuộc sống đấy anh em hiểu không? Đây đây đây, tông này cái mày nè. Rồi đó, lút xác đây, lút xác đây, cho em lút xác đây, quà tặng cuộc sống nè. Lại đây lút xác nào, làm gì đây? Đây đây, lút đồ đây, lút đồ đây. Rồi lút đồ nè, lút đồ nè, nè nè nè, lút đồ nè. À cái trò cậy cậy lắm. Rồi rồi, thí sinh tiếp theo nào anh em ơi. Thí sinh tiếp theo, chả hết pin nữa chứ. Đây đây, thí sinh tiếp theo nè. Lên xe đây, lên xe đây, bếp còi cái. À, lên đây, lên đây. Có chịu không? Ôi, này nó lại lên xe luôn nè. Lên xe, lên xe, lên xe. Rồi, rồi, chưa kịp gà mà tự ngồi lên xe luôn hả? À, được, được, được. Anh sẽ cho mày một cái cách thật là mãn nhãn luôn. Chưa gà mà đã tự sinh là tự rụng trứng à, rụng trứng vé. Nói chung là rụng trứng với nó là vậy đi. Trên nhà này có người nè. Bây giờ lên xử này cái này mới. Đây, đây, đây. Mày nè, yếu nè. Công luôn à, bật xe 7 nè, nhảy nhảy nè. Trời ơi, bắn một chùm máu đỏ luôn. Nói chung là cái kỹ năng của tôi bắn anh em cũng biết rồi. Mà còn rậu xanh là gà tem úp nữa thì thôi, chứ thứ gì chịu nổi anh em ơi. Ok, thì anh em ơi, anh em muốn mình ra clip vào lúc mấy giờ thì anh em cứ bình luận xuống bên dưới nha. Hoặc anh em muốn mình làm về chủ đề gì thì anh em cứ bình luận xuống dưới. Nếu bình luận nào của anh em mà hay á, được liên tốt á, mình sẽ thực hiện theo của bình luận của anh em đó nha. Ok, bây giờ tôi sẽ đi tiếp. Ôi gì vậy, chở đi á. À, nó đưa xe tôi chở anh em à. Rồi, bây giờ còn 3 người. À, trừ thằng này với tôi ra là còn 2 người thôi. À, vậy là còn 2 thằng thôi. Đây, lượn một vòng coi. Ô, hình như nó bắn nhau bên đây hay sao anh em ơi, có 2 hướng luôn. Đây, 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 thằng này phía sau hàng rào một thằng nè. Đây, đây rồi, tông luôn nha anh em nha. Mày nè, bắn luôn, mày nè, ok, chết nè. Ây da, da, còn cuối thôi anh em ơi, 6 kiếp rồi, 6 kiếp rồi. Để qua tôi xử thằng này luôn cái anh em ơi. À, mày nè, mày này ngáo dư ta, tông, trời, ok, liên luôn hả. Vậy là còn thằng cuối cùng này thôi. Đâu rồi, ra đây nào. Ra đây. Cái gì đây, sao đi đâu đây, ê, đừng. Ê, đừng, trời ơi, đừng cái gì, từ từ coi. Cái thằng này, tự nhiên chạy nó từ từ như cứ một, tôi đâu có cần đâu nậu. Trời ơi, tôi chưa kịp trôn mà, trời ơi. Cái thằng này nó chạy ra bao, nó nhường gái tốt một anh em à. Mé mấy cái thằng này nó mê gái tôi hoặc là đầu thay không bao giờ hết anh em à. Mé cây vậy, chưa kịp fan á. Ok, thì thôi, chắc clip của giả gái của mình đến đây kết thúc thôi. Thì cảm ơn anh em đã xem hết clip của mình nha. Anh em có ý tưởng gì cứ bình luận nha.